cháo cồng biển Phú Quốc, món ăn dân dã thơm ngon tuyệt vời. Quá đã luôn cả nhà ơi, nồi cháo. Hai nồi cháo. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi. Quả. Thành quả cuối cùng của ngày đi bắt còng nha. À, rồi là nó. Rồi lại ra để dỡ sọ lên mặn lại lên. Đây. Làm còng nha cả nhà. Con này nhỏ cũng tốt. Sau khi rửa sạch cát rồi bây giờ mình bẻ đôi ra vệ sinh rồi mình bỏ nấu cháo nha. Xào xe anh em. Làm gì? Mình bầm nha hả? Đâu đập dập dập thôi không bầm. Thì đập ra rồi. Thôi đập cái dập chạy. Tới công đoạn sơ chế nha. Nấu nồi cháo nấu sẵn nè. Đây, còng bỏ vô nha. Phi hành tỏi rồi lên nha. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 cộng. Và đây, đây là thành quả cuối cùng của các anh em sau 3 tiếng đi bắt và 30 phút chế biến cháo cồng biển. Ngon không? Quá ngon. Cầm không vô, cầm không vô. Thịt còng ngọt lắm, ngọt một cách thanh mát đến lạ lùng. Đây là trải nghiệm vô cùng sướng của Hào nha. Quần quật cả đêm, bắt còng, đói meo. Xong rồi ăn tô cháo thơm, ngon, ngọt, vô cùng sướng. Cuộc sống Phú Quốc thật tuyệt vời. Yeah!